Sau đây xin mời bà con nghe một bài viết của tác giả Huỳnh Thanh, Delta A35, Chiến thắng Cô Tô. Cô Tô thành ngoại hàng sơn tự, dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. Ai đã đọc qua hai câu thơ trên của Trương Kế trong những giai thoại thơ văn Trung Hoa, hẳn nghĩ rằng địa danh Cô Tô không có liên quan gì đến Việt Nam ta cả. Dĩ nhiên, Cô Tô trong hai câu thơ trên không có liên quan gì đến Cô Tô mà chúng tôi đề cập đến trong bài Chiến thắng Cô Tô này. Đơn giản vì nước Việt chúng ta, nơi lãnh thổ thuộc vùng bốn chiến thuật, giáp ranh với Campuchia, cũng có nơi mang tên Cô Tô mà năm 1969, đã tạo nên một chiến thắng lẫy lừng. Đó là một trong ba ngọn núi lớn và cao nhất trong vùng Thất Sơn. Nói về bảy núi, người ta chỉ biết những ngọn núi chính như sau. Núi Cấm, tức là núi Ông Cấm, cao độ 750 m. Núi Dài Lớn, cao độ 625 m, có một trung đội biệt kích quân hoạt động trên đỉnh. Núi Cô Tô cao độ 500 m, chu vi độ 22 cây số. Núi Sam cao 150 m, cách thị xã Châu Đốc 6 cây số. Trên đỉnh có đài quan sát. Tất cả các công trình kiến trúc, cầu đường ở miền Tây đều do núi Sam cung cấp đá. Núi Tượng nằm giữa xã Ba Chúc và bến đò Lạc Quới. Núi Nước nằm trong xã Ba Chúc, ít người lui tới vì kém an ninh. Núi Két nằm trên trục lộ Nhà Bàn – Chi Lăng. Ngoài ra còn nhiều núi nhỏ ít người biết đến. Ở đây, tôi căn cứ vào các núi có tên trên bản đồ quân sự trước năm 1975. Núi Dài Nhỏ nằm gần ngã ba Nhà Bàn – Tỉnh Biên, Nhà Bàn – Chi Lăng. Trong núi này có lòng chảo gọi là Ô Tà Băng. Cây cối rậm rạp, du kích quân Việt Cộng ẩn náu nơi đây, đem ra phá hoại các trục lộ giao thông Nhà Bàn – Tịnh Biên, Nhà Bàn – Chi Lăng. Trại lực lượng đặc biệt biên phòng Tịnh Biên phục kích và đột kích vào Ô Tà Bang, giết gần sạch đám du kích này. Số còn lại trốn qua khu hồ Đá Lâm Vồ ẩn náu. Muốn hành quân vào khu này phải vạch từng ô vuông nhỏ trên bản đồ, xin pháo binh tác xạ. Núi Xuân Tô nằm bên phải trục lộ giao thông Nhà Bàn – Tịnh Biên. Núi Phâm Ta Bét gồm ba ngọn núi liền nhau, núi lớn nằm ở giữa, hai núi nhỏ hai bên nằm giữa núi Tượng và quận Tịnh Biên, cách biên giới miên khoảng 700 m. Núi Bà Đội Ôm và núi Bà Đắc, hai núi này nằm ở hướng đông, cách trung tâm huấn luyện Chi Lăng độ 800 m. Trục lộ đi vào quận Tri Tôn thuộc tỉnh Châu Đốc. Núi Tà Sư gần Nhà Bàn, trục lộ Nhà Bàn – Tịnh Biên. Núi Hòn Mục nằm về hướng đông, cách trung tâm huấn luyện Chi Lăng độ 1000 m. Năm 1966, có ba đại đội KKK, đảng khăn trắng của người Miên tự do, về quy thuận với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, được cải tuyển thành ba đại đội biệt kích quân trại Ba Xoài. Trưởng trại Đại quý Bùi Văn Bao, các đại đội hoạt động vùng núi Cấm, núi Dài, căn cứ Ba Chúc, an ninh trục lộ giao thông Nhà Bàn – Vĩnh Trung, Đại quý Bao thuyên chuyển bàn giao cho Đại quý Triệu Sang. Phần núi Tà Lân, có người nói núi này nằm trong vùng Thất Sơn, có người nói nằm ở đảo Phú Quốc. Tôi khẳng định núi Tà Lân không nằm trong hai khu vực này. Muốn thấy núi đó thì vào tháng 3 hay tháng 4 âm lịch, trời trong, các anh đứng ở bến đò Tịnh Biên hay trên pháo đài trại lực lượng đặc biệt Hà Tiên. Nhìn về hướng Tây Nam, anh sẽ thấy dãy núi xanh mờ mờ, cao ngất trời, chạy từ Nam sang Tây, kéo dài vào nội địa đất Miên. Thấy vì nằm giữa vùng đồng bằng rộng bao la quận Tri Tôn thuộc tỉnh Châu Đốc, tỉnh lỵ cuối cùng có Việt Nam Cộng Hòa, giáp tranh với lãnh thổ Campuchia. Hướng Tây Bắc có những ngọn núi nhỏ, hướng Đông là tỉnh An Giang, Long Xuyên, hướng Tây Nam là tỉnh Kiên Giang, Trạch Giá và quận Kiên Lương.
có Minh Thượng. Hàng năm vào tháng 9 hay tháng 10 âm lịch, nước biển Hồ bên miên đổ về ngập cả vùng biên giới, từ Mộc Hóa, Kiến Tường đến quận Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Từ Mộc Hóa đến quận Hồng Ngự, Cao Lãnh, Kiến Phong có bộ chỉ huy B-18 lực lượng đặc biệt biên phòng. Từ quận Tân Châu, Châu Đốc đến quận Hà Tiên, Kiên Giang có bộ chỉ huy B-20 biên phòng trách nhiệm. Tùy theo tình hình chiến sự, bộ chỉ huy C chiến thuật được thành lập đồng trú tại Cao Lãnh, Kiến Phong, nhận lệnh trực tiếp từ bộ chỉ huy C chuyển đến các bộ chỉ huy B và các trại trực thuộc thi hành. Việc kiểm soát an ninh biên giới suốt vùng hoạt động và sâu vào nội địa 5 cây số gặp nhiều khó khăn khi mùa nước lên. Các cuộc hành quân tảo thanh trong khu vực trách nhiệm thường sử dụng xuồng, có khi được tăng cường xuồng bay, tức là airboat, đồng trú tại Cao Lãnh. Loại xuồng này được lắp động cơ L-19 nên lướt rất nhanh trên mọi địa thế sình lầy. Trình bày tổng quát địa thế như vậy, để những vị không đồng trú tại vùng này có thể hình dung được sự quan trọng của núi Cô Tô. Thật vậy, vì núi Cô Tô chiếm một vị trí quan trọng, nên cộng quân đã dùng nơi đây làm căn cứ địa tiếp nhận người chiến cựu từ đất miền xâm nhập vào để đánh phá các tỉnh miền Tây của Việt Nam Cộng Hòa. Cộng quân tuyên truyền núi Cô Tô là nơi bất khả xâm phạm. Nếu Việt Nam Cộng Hòa treo được lá cờ vàng ba sọc đỏ trên đỉnh Cô Tô, chúng sẽ giao toàn bộ vùng đồng bằng miền Tây cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Từ năm 1966 trở đi, đỉnh Cô Tô là một đỉnh núi trọc, được các phi vụ của pháo đài bay B-52 chiếu cố, nên hang trót chụp đã bị lấp. Năm 1969, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 Quân khu 4 tổ chức hành quân Cửu Long Chính. Quân đoàn 4 Quân khu 4 đánh vào Cô Tô với sự phân nhiệm như sau. Bộ Tư lệnh Biệt khu 44 điều quân. Bộ Chỉ huy C-4 lực lượng đặc biệt biên phòng cung cấp quân số tại các trại lực lượng đặc biệt biên phòng tham dự Hà Tiên, Vĩnh Gia, Ba Xoài, Tịnh Biên, Thường Thới, B-20, Cái Cái, Mỹ Phước Tây, Thạnh Trị, Bình Thạnh Thôn, Mỹ Điền, Tuyên Nhân, Kinh Quận 2, B-18, một tiểu đoàn biệt kích quân tiếp ứng B-19, C-4. Một tiểu đoàn biệt kích quân tiếp ứng B-22 được không vận từ Nha Trang vào tham dự. Lực lượng yểm trợ, không quân vùng 4 chiến thuật, biệt động quân, địa phương quân, tiểu khu Châu Đốc, pháo binh diện địa, thiết đoàn 12 kỵ binh. Lực lượng địa phương và một số đơn vị tham dự án ngự các yếu điểm, chặn địch khi bị truy quét không cho chúng trốn thoát. Các chiến sĩ lực lượng đặc biệt, hai tiểu đoàn biệt kích quân tiếp ứng, cùng các đơn vị tham dự được không vận lên đỉnh đánh xuống, lục soát các hang động. Cộng quân chống trả mãnh liệt, sau một tuần quần thảo, lợi dụng đêm tối cộng quân tìm đường trốn thoát, để lại hơn 100 hồn ma sinh bắc tử nam. Ta thu hơn 2.500 vũ khí đủ loại, quân trang, nhu yếu phẩm xuất xứ từ các nước cộng sản. Các chiến lợi phẩm sau đó được trưng bày tại sân bay trung tâm huấn luyện Chi Lăng. Lực lượng hành quân tổn thất rất ít, đa số bị vướng mìn bẫy. Cuộc hành quân chấm dứt khi chuẩn bị treo cờ trên đỉnh Cô Tô, một sĩ quan lực lượng đặc biệt đã bị bắn xạ tử thương. Viết đến đây, tôi nhớ lại cách nay 62 năm, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sau 36 ngày đêm giao tranh đẫm máu với quân đội Nhật. Cuối cùng thủy quân lục chiến đã chiếm được đảo Iwo Jima. Người toán trưởng vừa móc lá cờ Hoa Kỳ ra để treo trên đỉnh núi Suribachi thì bị bắn xạ tử thương. Bộ Tư lệnh Biệt khu 44 và tỉnh Cao Lãnh đã long trọng tổ chức mừng chiến thắng Cô Tô. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đích thân đến chủ tọa, trao gắn huy chương cấp bậc cho các quân nhân và các đơn vị đã lập được thành tích lẫy lừng này. Cô Tô không còn là vùng bất khả xâm phạm như tuyên truyền của bọn xâm lăng, không còn là căn cứ địa an toàn của bọn thảo khấu. Ngọn cờ chính nghĩa đã phơi phới tung bay trong gió lộng trên đỉnh Cô Tô. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.